vào với. Ớ, bút này có phải của cậu không nữa Sinh? Không, bút của tớ mực tím cơ, bút này là mực xanh mà. Thế à, thôi thì nhặt luôn cũng được, mình đang có mỗi một cái bút. Tiết này chúng ta cùng làm một bài kiểm tra ngắn nhé. Lớp trường giúp cô phát đề cho các bạn. Anh dễ ạ. Kính cận không quay ngang quay dọc nữa, tập trung làm bài đi nào. Em thưa cô, em không làm được bài ạ. Sao lại không làm được? Dạ không, em bị mất bút ạ. Nhưng mà em vẫn chưa mượn được. Ai có thừa một chiếc bút mực thì cho kính cận mượn một lát nào. Em có đây ạ. Ừ, tớ cảm ơn. Không có gì. Tớ xin lỗi vì đã lấy bút của cậu nhé. Không sao đâu, tớ còn tưởng mất rồi cơ. Bo tìm thấy ở đâu thế? Ở cái ghế trước mặt tớ. Hóa ra là bị lăn đi xa thế, thảo nào tớ không tìm thấy. Suýt nữa thì hại cậu không làm được bài kiểm tra. Hi, dù sao bo cũng trả lại rồi mà. Tớ xì xóa cho cậu đấy. Cơ mà tớ thấy nhặt được của rơi thì nên trả lại người đánh mất. Biết đâu người ta lại thực sự cần vật đó thì sao? Tớ sẽ rút kinh nghiệm.